cô chú anh chị em và các bạn mình nha. Sáng sớm mình dậy mình hướng dẫn cho cô chú anh chị em và các bạn cách uống sữa sớm nhất để cho nó hấp thụ vào cơ thể, rồi chúng ta mới đi tập thể dục và ăn sáng và làm việc nha. Thì đầu tiên mình lấy cái cốc. Nó có số 50, 100, 150. Thì đầu tiên mình uống, mấy những người mới thì uống 100, số 100 nước đó. Thì mình để nước suối vào đó. Để nước suối vào trong đó, rót nước suối vào bên trong. Kế tiếp chúng ta có cái muỗng như thế này ha. Muỗng nhỏ này là chúng ta mới múc đầy một cái muỗng, nó đầy một muỗng sữa như vậy, ta cho vào trong cái cốc này, chăm chăm nước của cái ly, ta bỏ vào, đó. Rồi chỉ có thế thôi. Xong, đây nắp lại thì chúng ta sẽ đẩy cái nắp cái bình sữa này lại, đó, cái hộp sữa này lại, này. Thế thôi, đậy lại, chúng ta lắc đều. Lắc cho nó sữa nó hòa tan đều với nước. Này thuốc mình vẫn bắt đầu sắc, sáng mình sắc. Sắc rồi mình uống cái này trước, mình uống sữa trước. Rồi mình mới bỏ thuốc này vô trong cái bình sắt nè, mình đang sắt nè. Đây, uống bọc của nó. Đây là thuốc bắc. Sáng mình sắt, xong mình về mình uống thuốc bắc sau. Rồi mình uống sữa nó trước. Để cải thiện cho sức khỏe của ta rất là tốt. Đây, em pha lít. Đây là nó rất là hiệu quả, cải thiện sức khỏe. Và mình cũng phải thể dục, tập thể dục đi, hít thở cho cái hơi thở, cái phổi mình nó thông suốt trở lại. Cái hơi thở của mình sau khi Covid rồi, cái hơi mình nó ngắn ngủn, mình thở rất là khó, rồi giống như nó bị cắt đoạn hay sao. Nó là cái hơi thở không có dài. Rồi, mình lắc vậy thôi. Đó. Mình lắc vậy thì mình uống hết. Cái hoàn này một lần một. Xong rồi đi tập thể dục. Đó, đây. Nó không có ngọt, lật là lạc. Nó béo béo. Ăn ngon. Mình uống vào sáng sớm, chưa ăn chưa uống gì hết, để cho cái nó hấp thụ vào cơ thể chúng ta được tốt hơn, nhiều hơn. Sau khi mình đã ăn sáng rồi này cái thì nó sẽ không hiệu quả bằng uống mà sáng sớm vừa vệ sinh xong là vô lắc uống thì sẽ rất là hiệu quả. Một cái hộp như thế này là chúng ta sử dụng được một tháng. Đó, theo như cái quy trình là cứ một muỗng rưỡi vậy đó, muỗng rưỡi sữa thì chúng ta sẽ sử dụng được một tháng. Rồi uống chăm xong thì tập thể dục. Béo được lạc béo. Rồi thì tẩy rửa, sáng mai làm tiếp. Ngày chỉ uống một cục cử một thôi nha bà con. Một ngày chỉ uống được một lần thôi. Ngày mình uống một muỗng đến một muỗng rưỡi, đó là một lần một thôi. Chúng ta đã hấp thụ cho cơ thể chúng ta những dinh dưỡng và những cái khoáng chất để khoáng thể tốt cho cơ thể. Rồi sau đó
mình mới uống thuốc này vào, và khi mình đi thể dục về mình uống thuốc này vào xong ăn sáng cà phê. Thuốc này thì mình có thể ăn sáng cà phê, mình uống sau cũng được. Thì chu vi nó cũng chỉ để phục hồi bồi bổ cơ thể, tốt cho sức khỏe tim gan phổi thận để được cải thiện lại tốt hơn. Mỗi một cái hộp sữa thì nó có một cái mã số, nó có cái giấy chứng nhận đó. Sáng buổi sáng chia sẻ cho cô chú anh chị em cách uống sữa sớm để tốt cho sức khỏe, và uống thuốc như thế nào. Mình phối hợp vừa thuốc bắc vừa uống sữa non của New Zealand này, anh Philip này cũng rất là tuyệt vời, nên muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị em mình cải thiện được sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em clip kế tiếp. Cũng mong cô chú anh chị em ủng hộ và tương tác trong bình luận ha. Nếu có nhu cầu để cải thiện cuộc sống có sức khỏe tốt hơn thì hãy alo cho Phước, số điện thoại 0937 77 1677, mình sẽ hỗ trợ chỗ hút thuốc và hỗ trợ cách mua hộp sữa này. Thì vì hộp sữa này ở bên thị trường bên ngoài nó không có bán tràn lan, không có bán trong các chỗ bán sữa, nó chỉ bán những cái đại lý mà phân phối thôi. Nên anh cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu muốn cải thiện cuộc sống để có sức khỏe tốt hơn thì sau khi bị Covid thì hãy alo cho Phước, với Phước hỗ trợ có thể hốt thuốc dùng hoặc là chỉ cái chỗ để cho anh em đến chỗ để mà làm mà hốt thuốc và mua sữa cho anh chị em của các đại lý đó. Rồi số điện thoại của mình là 0937 77 1677. Cũng xin đừng quên là cho mình một like và một lượt chia sẻ nha. Cái đó thì ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giùm, ủng hộ cho kênh của Phước được càng ngày càng phát triển tốt hơn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn. Xin chào. Sau khi mình chạy xe về rồi thì chúng ta chắc thuốc ra và uống thuốc này, uống thuốc thuốc bắc mình hốt ra. Giờ là càng đang còn sôi sôi, còn nghi ngút, mình để nguội tí xíu là mình uống này ha. Rồi mình ăn sáng cà phê.